Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Thì ngày hôm nay em Hậu đang có mặt ở đây là xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha quý chị. Và đây là con đường Ngô Quyền. Đó, hướng này là bà con mình sẽ đi ra đường Ngô Quyền nha. Và hẻm này á là hẻm 38 Ngô Quyền. Khu vực dân cư đông, đường xá rộng, nhà cửa xung quanh đây bà con mình thấy rất là xa nhiều nè. Ở đây á một dãy nhà thì có một cái căn nhà mà anh chủ đang muốn gửi đến bà con mình. Đó, căn này là xây nay là được 1 năm rồi. Đó, nhưng mà hiện tại là không chưa có chủ á, nên nó cây cỏ nó mọc hơi nhiều. Đó, bà con nào mà quan tâm đến một cái căn nhà mà thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh mà gần chợ, gần trường học. Đó, thì ở đây là thuộc xã Trường Tây nha bà con. Nhà mình á là xây là tường riêng, móng riêng, sổ hồng riêng, công chứng bất kỳ lúc nào cũng được. Nhà mình là có sổ sẵn rồi, nên bà con nào mà mình quan tâm á, mình cứ đến để mình xem. Nếu mà ưng bụng, mình gặp trực tiếp chủ nhà để mà mình có thể trao đổi thương lượng giá cả nha bà con. Ở phía trước chúng ta là sẽ có một cái cửa sắt để mà bà con mình về mình chạy xe ô tô vô là mình kéo lại luôn, rất là tiện luôn. Sân này thì bà con mình để được ô tô ha, nhưng mà cỡ nhỏ thôi. Nếu mà 7 chỗ thì em không nghĩ là để không vừa. Trên thì có lợp tôn nè, có lau phong đầy đủ hết cho bà con mình. Đó, và ở đây diện tích chiều ngang của mình á, là 4,5 m, được lót gạch là 60-60 hết toàn bộ nhà. Và ở trong đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, 6 viên gạch nha bà con. Gạch này gạch 50, gạch 50-50 nha bà con. 60 chứ. Đó. Cửa là cửa 6 cánh. Căn này dưới 1 tỷ nha bà con. 950 triệu sở hữu một căn nhà mặt tiền đường nhựa, sát Ủy ban nhân dân xã Trường Tây, gần chợ Long Hải, gần trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và trường Nguyễn Chí Thanh luôn. Đó. Nhà mình thì cũng có màn cửa đồ đầy đủ hết. Phòng khách thì cũng tương đối là rộng. Phần phía trước thì chúng ta sẽ có là trần thạch cao. Đấy, với diện tích thì chiều ngang nó chỉ có 4,5 m thôi. Đó. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Đó, 7 viên gạch. Đây, lối đi này thì chúng ta sẽ có là 1,2 m và có 2 cái phòng ngủ ở đây. Còn ở trong đây á, là trần thả nha. Gạch thì được dán lên cho bà con mình là 1,5 m hết rồi. Toàn bộ là dán 1,5 m hết cho bà con mình. Lối đi thì rộng rãi. Phòng thứ hai nè. Phòng này thì cũng là sử dụng là cửa nhôm cho bà con mình. Phòng rộng. Với thiết kế như vậy thì bà con nào mà tìm một cái căn nhà dưới 1 tỷ thì đây sẽ là một cái căn nhà đáng quan tâm cho bà con mình ha. Phòng bếp nè, này do là lâu ngày không ở nên nó hơi bụi bặm hơi nhiều đó, anh chủ sẽ dọn dẹp lại cho bà con nào mình ưng ha. Có tủ bếp trên, bếp dưới nè, ổ điện rồi ha. Nhà mình thì đi đây thì đi điện nổi, có nhiều bà con mình thích là đi cái điện nổi về để nhiều khi có muốn sửa chữa sau này nó cũng dễ đó. Và máy giặt là để đây, nước ra nước vô, ổ điện đầy đủ cho bà con mình. Và phía sau mình á thì sẽ có cái sân nắng nhỏ nhỏ. Đó, bồn nước là để đây, bồn nước để đây, sân phơi để đây. Rồi nhà tắm, nhà vệ sinh thì sẽ nằm bên đây. Đây, nhà tắm, nhà vệ sinh là chung ha. Đó, đây là do là thấm nước rong rong thôi, anh chủ anh phải xử lý lại cho bà con mình. Đó, anh có chia sẻ với em là tại do là nhà để lâu á, không có người ở á, nên nó hơi như vậy thôi. Nhưng mà bà con nào về ứng bụng thì anh sẽ sửa sang lại hết cho bà con mình. 1 năm rồi không có người ở nên nó như vậy bà con. Nhà này nhà mới 100% ha. Đó. Nhưng mà do là chưa có ở để lâu, có nó bụi rồi nó đóng rong rồi nó hơi nhiều thôi. Đó. 950 triệu một cái căn nhà xã Trường Tây. Đây mình có cái sổ nè. Thửa đất là 833 tờ bản đồ số 22, thuộc ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích là 96 m², đất ở nông thôn là 60, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Đường của mình là đường đất 10 m, ngang 4,5 m nè, dài 21.3, ở sau cũng 4,5 m luôn. Và nhà mình là quay về hướng chánh Tây nha. Với mức giá 950 triệu, chúng ta sở hữu được một cái căn nhà mặt tiền đường nhựa, khu vực dân cư hả bà con. Bà con nào quan tâm liên hệ 0839 666 736 để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Và đừng quên, kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh là chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí.
Nên quý cô chú anh chị nào ai đang có nhu cầu muốn tìm mua, muốn ký gửi bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh thì có thể liên hệ để bên em có thể hỗ trợ bà con mình. Ai muốn mà review quay giống vậy liên hệ để bên em có thể hỗ trợ bà con mình nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để chúng ta có thể nhận được các thông tin về sản phẩm bất động sản đang được giới thiệu và chào bán tại thị trường tỉnh Tây Ninh này. 0839666736, số đó em Hậu có sử dụng Zalo. Nên bà con nào quan tâm có thể liên hệ để bên em có thể hỗ trợ bà con mình nha. Và bây giờ á, mời bà con mình xem cái quy hoạch sử dụng đất của bất động sản này cũng như là cái khung cảnh đường xá đây nha. Xin mời bà con. Bà con mình đang xem đây là cái quy hoạch sử dụng đất của cái bất động sản của chúng ta thuộc thị xã Hòa Thành đến năm 2030. Và khu vực này đã được phủ hồng rồi. Cái đường phía bên đây là đường Hóc Trâm nè. Một hướng là bà con mình đi ra đường Ngô Quyền. Hướng ngược lại là chúng ta đi ra đường Trần Phú để về ra đường quốc lộ 22B. À, bà con mình thấy khu vực này đã được phủ hồng. Các tuyến đường theo dạng ô bàn cờ di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Và kế bên đây chúng ta có nào là trường học Nguyễn Chí Thanh nè. Rồi điện lực nè, chợ Long Hải nè. Còn ủy ban nhân dân á, là ngay vị trí này luôn. Đó, chúng ta có một cái trường học tiểu học ở đây nữa. Đấy, thì với một cái bất động sản mà khu vực dân cư đông, đường xá rộng mà giá thì rất là mềm, thì bà con nào quan tâm thì có thể liên hệ 0839666736 để anh em có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Xin cảm ơn bà con. Và từ vị trí bất động sản, bây giờ em Hậu sẽ đi ra ngoài đường Ngô Quyền, đi ra phía ngoài đường lớn để cho bà con mình thấy được cái quang cảnh khu vực này như thế nào ha. Thì các tuyến đường của đường Ngô Quyền hiện tại thì cũng đang triển khai làm cũng gần hết rồi nha bà con. Đường ở đây thì một số đường là độ dớ 10m mà làm nhựa 3,5m, một số đường thì sẽ làm nhựa 6m ha. Thì riêng con đường này thì sẽ làm nhựa 3,5m thôi bà con. Nhưng mà cũng ô tô đi là thoải mái rồi. Nhà cửa ở đây thì bà con mình thấy cũng rất là nhiều luôn. Chỉ có cái tuyến đường bên đây là cũng còn một số cái đất lớn đó, do là toàn là mấy cô chú có đất hồi xưa giờ á. Chứ mấy cái tuyến đường xung quanh đây thì bà con mình sẽ thấy là nhà cửa rất là nhiều luôn. Ở đây mà mình đi ra chợ thì bà con mình đi chưa được km nữa là mình đi ra tới chợ rồi. Và kế bên cái đường nhà mình á là đường Hóc Trâm đó, đó là một con đường mà cũng dẫn cho bà con mình ra đường Trần Phú để ra quốc lộ 22 về thành phố Hồ Chí Minh á. Một hướng thì cũng sẽ đi ra đường Ngô Quyền này luôn. Thì khu vực xã Trường Tây á, là con đường Ngô Quyền này là cũng như là cái trục chính đó, giúp kết nối giữa ủy ban nhân dân xã, rồi chợ, trường học đó. Và những cái tuyến đường nhánh này thì mật độ dân cư ở cũng rất là đông hả bà con. Tới đây nè, mình quẹo phải là bà con mình sẽ đi về ủy ban nhân dân xã Trường Tây nè, trường học nè, rồi cũng đi về ủy ban nhân dân xã Trường Đông ra quốc lộ 22B. Còn hướng này á, là chúng ta sẽ đi về chợ Long Hải nè, về đường Nguyễn Chí Thanh, cũng như là bà con mình đi ra đường Trần Phú, đường Nguyễn Chí Thanh, rồi đường Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng để mình đi về chợ Long Hoa và đi về trung tâm thị xã Hòa Thành luôn. Với một cái vị trí mặt tiền đường lộ nhựa, khu dân cư gần chợ, trường học, chỉ có 950 triệu một cái bất động sản như vậy. Thì bà con nào mà mình đang tìm một cái căn nhà giá rẻ, khu vực dân cư đó, thì có thể mình đi tham quan qua thử cái bất động sản này ha. Thì em nghĩ là chắc cũng sẽ phù hợp với rất là nhiều quý cô chú anh chị mình có cái mức tài chính thấp. Thì hiện tại thì bây giờ giai đoạn này nó mới được cái giá này thôi. Chứ lúc trước là căn này là phải kêu là 1,250 tỷ đó bà con. Đây là đường Bầu Ếch nè, bà con mình đi trên con đường này để chúng ta có thể là đi về đường Nguyễn Văn Linh, về ủy ban nhân dân xã Trường Hòa. Đường này bà con mình thấy quán cà phê, quán xá thì cũng rất là nhiều ha. Em Hậu đi quay này là buổi trưa, nếu mà buổi sáng, buổi chiều đông lắm. Bà con mình thấy mấy cái tuyến đường này gọi là ô bằng cờ, mấy cái đường xương cá này là lên nhựa hết trơn luôn rồi. Và trước mặt bà con mình đây là trường Nguyễn Chí Thanh, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh ha. Đây là cái cổng chính luôn. Thì trường có hai cổng, cổng chính và cái cổng phụ bên hông là sẽ nói ra điện lực thị xã Hòa Thành. Giờ là các bạn đi học về. Còn cái đường bên hông này là mình đi vô sân vận động nè,
đó, sân vận động của xã Trường Tây, điện lực, trạm y tế, trường mẫu giáo sẽ nằm trên con đường này nha bà con. Còn trước mặt của chúng ta sẽ là chợ Long Hải, đây là chợ xã đó, thường thường gọi là chợ Trường Tây đó, thường thường là mỗi một xã sẽ có một chợ, đây là, nhưng mà cái chợ này được cái tên hồi xưa giờ là cái theo ấp là chợ Long Hải, nằm ngay chính giữa luôn, cũng rất là to. Bách Hóa Xanh và nhà thuốc Long Châu là cũng có đầy đủ hết cho bà con mình ở khu vực này, đầy đủ tiện ích ha. Thì bà con nào quan tâm có thể liên hệ 0839666736 để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình. Video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.